Thưa quý vị, tình trạng biến lòng lề đường, vỉa hè thành chợ tạm đã xảy ra nhiều nơi trên địa bàn thành phố, không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất đi mỹ quan đô thị. Tình trạng này đã trở thành vấn nạn khi tiếp diễn trong thời gian dài và được biết là chính quyền địa phương đã xử lý, nhưng đâu lại vào đấy, khiến cho người dân nơi đây rất bức xúc, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại ngã tư đường Lê Sát và đường Hồ Nguyên Trừng, khu vực đằng sau chợ Đầu Mối Hòa Cường. Tại đây thì có rất nhiều hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ đang bán tràn lan trên các lòng lề đường cũng như là vỉa hè, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thành phố. Mặc dù tình trạng này đã được phản ánh rất nhiều lần nhưng mà vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý triệt để. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại khu vực này vào buổi trưa. Nguyên con đường dài bị chiếm dụng gần hết để buôn bán và không khác nào một cái chợ. Người dân vô tư để xe dưới lòng đường hoặc dừng xe tại các gian hàng như thế này để mua hàng, vì phần lớn họ cho rằng mua phía ngoài tiện và nhanh hơn. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngoài đường dù biết là cấm nhưng vẫn ráng bán ngày nào hay ngày nấy. Hàng ngày cứ bán kiểu dí thì chạy, chờ lực lượng chức năng đi thì lại bán tiếp. Em hỏi là mình bán lại được bao lâu rồi chị? Mới bán nửa tháng thôi. Nửa tháng à? Ý là mình bán thường là bán ở ngoài lòng đường đi vỉa hè hay sao chị? Dạ. Không. Ý là bón bên chợ nhưng mà yếu quá, chạy ra đây bón này, mới bón mai. Chị tức là mình bán ở ngoài đi là ai quản lý? Ai quản lý mình hay là mình tự tới mình ngồi mình như thế này thôi? Sao thì mình nói chung mình cũng, chị cũng không biết, tại vì chị mới đi mấy bữa chị không biết. Mà chị thấy họ cho ngồi, chỉ có trưa đi là mình ngồi lén xí. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, người tham gia giao thông tại khu vực này rất khó khăn, phải chen lấn, luồn lách nhau đi hoặc là chuyển qua đi đường khác. Chưa kể các mâm thực phẩm tươi sống hay là rổ rau củ quả được đặt ngay dưới lòng đường, xe cộ qua lại nhiều, khói bụi bám vào thì rất bất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên trang quản lý đô thị Đà Nẵng, có người đã đăng bài phản ánh về tình trạng này, thu hút nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Hầu hết người dân đều đồng quan điểm và cho rằng tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Lực lượng chức năng có xử lý nhưng đâu lại vào đấy. Và mong muốn thành phố quan tâm nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng này. Với tình trạng như trên, đòi hỏi lực lượng chức năng địa phương cần phải thay đổi cách xử lý, lên phương án phù hợp, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng buôn bán dưới lòng lề đường để lập lại trật tự lòng lề đường đô thị.